Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Trong video clip ngày hôm nay thì Điệp xin tiếp tục cập nhật với cô chú và các anh chị các thông tin về di trú nổi bật trong tuần qua liên quan đến lãnh sự quán Mỹ và visa Mỹ, được cập nhật từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 6, là ngày 10 đến ngày 14 tháng 10. Các thông tin sẽ được đề cập trong video clip này sẽ là: đầu tiên là lãnh sự quán Mỹ thông báo về hiệu lực đóng phí visa không định cư. Thông tin thứ hai là cập nhật hệ thống đặt hẹn phỏng vấn với lãnh sự quán và hệ thống bổ sung giấy xanh R2A. Và thông tin thứ ba là cập nhật thời gian chờ lịch hẹn phỏng vấn visa diện không định cư như là visa diện du lịch, du học và công tác. Chi tiết xin mời cô chú và các anh chị cùng xem trong video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Trong tuần này thì tại lãnh sự quán Mỹ tiếp tục làm việc và phỏng vấn. Mỗi buổi sáng trước cổng lãnh sự quán thì hiện nay có rất nhiều hồ sơ đến xếp hàng chờ vào tới lượt phỏng vấn của mình. Lãnh sự quán Mỹ trong tuần này đã có đưa ra một thông báo mới dành cho các hồ sơ xin visa diện không định cư. Thông tin về di trú đầu tiên là lãnh sự quán Mỹ thông báo hiệu lực hóa đơn phí visa không định cư. Trên website ustravel.com của lãnh sự quán đã đưa ra thông báo mới áp dụng cho các hồ sơ xin visa diện không định cư như là visa diện du lịch B1, B2 và visa diện K1 đến hôn hôn phu hôn thê. Chi tiết thông báo này như sau. Hiệu lực hóa đơn phí xin thị thực MRV từ ngày 1 tháng 10 năm 2022. Tất cả hóa đơn xin thị thực, còn gọi là phí MRV, thanh toán từ ngày 1 tháng 10 năm 2022 trở đi, sẽ có hiệu lực trong 365 ngày kể từ ngày thanh toán. Đương đơn phải đặt lịch hẹn phỏng vấn xin thị thực hoặc hồ sơ gia hạn thị thực qua đường bưu điện trong vòng 365 ngày này. Xin lưu ý rằng, đương đơn chỉ phải thực hiện đặt lịch hẹn hoặc nộp đơn xin thị thực qua đường bưu điện trong 365 ngày kể từ ngày thanh toán phí thị thực. Ngày phỏng vấn có thể diễn ra sau thời gian này. Tất cả hóa đơn phí xin thị thực MRV thanh toán trước ngày 1 tháng 10 năm 2022 sẽ được gia hạn hiệu lực đến ngày 30 tháng 9 năm 2023 và sẽ được duy trì thời hạn hiệu lực này. Đây là toàn bộ thông báo mới của lãnh sự quán trên website ustravel.com, website mà cô chú và các anh chị chúng ta sẽ thực hiện các bước để xin thị thực loại không định cư. Qua thông báo này của lãnh sự quán, thì sau ngày 1 tháng 10 năm 2022, thì lãnh sự quán đã áp dụng lại quy định như bình thường trước khi có dịch Covid-19, là về thời gian để mà cô chú và các anh chị thực hiện việc đặt lịch hẹn phỏng vấn sau khi chúng ta đóng tiền phí visa. Các loại visa không định cư được áp dụng theo thông báo này là các loại visa như là visa diện du lịch B1, B2, visa diện đính hôn K1 và các loại visa không định cư khác. Nghĩa là sau khi cô chú và các anh chị đóng tiền phỏng vấn visa tại bưu điện cho lãnh sự quán, thì chúng ta có 1 năm để tìm đặt cho mình một ngày hẹn phỏng vấn với lãnh sự quán. Ngày phỏng vấn mà lãnh sự quán cho phép đặt là sau 1 năm đó cũng được. Không bắt buộc là chúng ta phải đặt ngày hẹn phỏng vấn sớm. Ví dụ như để dễ hiểu, thì cô chú và các anh chị đóng phí phỏng vấn visa với lãnh sự quán vào ngày 1 tháng 10 năm 2022. Thì hạn chót để chúng ta đặt lịch hẹn phỏng vấn với lãnh sự quán sẽ là ngày 30 tháng 9 năm 2023. Và ngày hẹn phỏng vấn có thể là ngày 1 tháng 12 năm 2023 hoặc là trễ hơn vẫn được. Hiện nay tại Việt Nam, thì nếu như chúng ta muốn đóng phí visa để xin diện visa diện du lịch hoặc là đính hôn K1, hoặc là chúng ta xin gia hạn loại visa diện du lịch hay là công tác, thì chúng ta phải đi ra bưu điện để chúng ta nộp tiền đóng cho lãnh sự quán. Nhưng visa diện du lịch B1, B2 hiện nay chi phí là $160. Còn visa diện K1 thì là $265 cho một người. Thông tin thứ hai
là cập nhật hệ thống đặt hẹn phỏng vấn lại với lãnh sự quán và duyệt bổ sung giấy xanh R2A. Đầu tiên là lịch phỏng vấn lại diện như là diện IR, CR và các diện F. Hiện tại lãnh sự quán vẫn còn mở hệ thống đặt hẹn phỏng vấn với lãnh sự quán. Tuy nhiên hiện nay thì ngày hẹn phỏng vấn với lãnh sự quán sớm nhất là vào giữa tháng 1 năm 2023 trở đi. Vì vậy, nếu như cô chú và các anh chị chúng ta không đủ điều kiện để vào phỏng vấn với lãnh sự quán vào ngày hẹn mà lãnh sự quán đã hẹn, ví dụ như các ngày mà chúng ta được hẹn là vào tháng 10 hoặc là tháng 11 năm nay 2022, thì cô chú và các anh chị chúng ta cần phải chờ đến năm 2023, sớm nhất là vào tháng 1, hoặc là chúng ta chờ đến tháng 2 năm 2023 trở đi, chúng ta mới có thể gặp lãnh sự quán để phỏng vấn lại. Còn đối với lịch phỏng vấn của diện K1 đính hôn, hôn phu, hôn thê, thì cũng giống như là các diện định cư, lãnh sự quán vẫn còn mở hệ thống đặt hẹn trên hệ thống cho diện K1. Tuy nhiên thì ngày hẹn phỏng vấn hiện nay của diện K1 đã rất xa trên hệ thống. Ngày gần nhất để phỏng vấn với lãnh sự quán là vào tháng 3 năm 2023. Vì vậy nếu như cô chú và các anh chị chúng ta đã may mắn có ngày hẹn phỏng vấn vào năm nay, như là tháng 10, tháng 11 hoặc là tháng 12 năm 2022, thì chúng ta nên chuẩn bị thật kỹ hồ sơ giấy tờ khi đi phỏng vấn để lãnh sự quán họ có thể phỏng vấn cho mình liền. Như thông báo của lãnh sự quán đã áp dụng các tháng vừa qua, thì nếu như ngày hẹn phỏng vấn chúng ta không đem đầy đủ giấy tờ hoặc là không cập nhật lên hệ thống đầy đủ như yêu cầu của lãnh sự quán, thì lãnh sự quán họ sẽ từ chối không cho chúng ta vào phỏng vấn, mà chúng ta phải tự đặt ngày hẹn phỏng vấn khác. Và hiện nay thì vẫn chưa biết là lãnh sự quán họ có mở trở lại hệ thống đặt hẹn cho tháng 11 hoặc là tháng 12 năm nay hay không. Nhưng mà Điệp vẫn hy vọng là lãnh sự quán họ vẫn có bổ sung và mở thêm chỗ trở lại dành cho 2 tháng cuối năm này. Để nếu như nhiều hồ sơ cô chú và các anh chị cần phải đi gấp, thì cô chú và các anh chị chúng ta có thể tìm một ngày hẹn phỏng vấn trong 2 tháng cuối năm để chúng ta sớm đoàn tụ với người thân của mình. Trong thời gian vừa qua thì Điệp cũng có hỗ trợ cho nhiều hồ sơ cô chú và các anh chị là tư vấn cách mà chúng ta soạn hồ sơ giấy tờ đem theo khi đi phỏng vấn theo đúng yêu cầu của lãnh sự quán, cũng như là sắp xếp theo từng bộ hồ sơ và kiểm tra lại hồ sơ giấy tờ trên hệ thống CAAC đã đầy đủ hay chưa, để cô chú và các anh chị có buổi hẹn phỏng vấn thành công với lãnh sự quán. Thì chúng ta có thể liên hệ dịch vụ thông qua email này hoặc là nhắn tin qua số Zalo này. Còn đối với lịch bổ sung giấy xanh R2A, thì hiện tại trên hệ thống bổ sung giấy xanh R2A, lãnh sự quán đã kín hết lịch. Trên hệ thống thì chúng ta sẽ chỉ thấy là hiện không còn cuộc hẹn nào trống. Nên nếu như cô chú và các anh chị chúng ta cần phải bổ sung giấy xanh R2A sau buổi hẹn phỏng vấn, thì hiện nay sẽ phải chờ đợt mở cho tháng 11 năm 2022. Hiện tại thì Điệp vẫn còn tiếp tục hỗ trợ cô chú và các anh chị đối với các trường hợp cô chú và các anh chị cần đặt lại lịch hẹn phỏng vấn với lãnh sự quán hoặc là tìm lịch hẹn phỏng vấn diện K1 hôn phu hôn thê và các diện tái nhập cảnh dành cho các thường trú nhân diện SB1 hoặc là các trường hợp hồ sơ cần đặt lịch hẹn R2A với lãnh sự quán để bổ sung giấy xanh thì có thể liên hệ với Điệp thông qua email này. Và thông tin về di trú muốn cập nhật với cô chú và các anh chị là cập nhật thời gian chờ lịch hẹn phỏng vấn visa diện không định cư với đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ. Các loại visa không định cư này không bao gồm diện đính hôn, hôn phu, hôn thê, diện K1. Trung tâm visa NVC đã cập nhật bản thời gian chờ để có buổi hẹn phỏng vấn visa diện không định cư tại các đại sứ quán và lãnh sự quán. Tại Việt Nam, chúng ta sẽ có một đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội và một tổng lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong tuần này, thì cả đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội và lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh, thời gian chờ để có buổi hẹn phỏng vấn trống thì hiện nay đã rút ngắn lại khá nhiều so với trước đây. Tại đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, thì visa diện B1, B2 du lịch và công tác, thời gian chờ hiện nay là 8 ngày để có buổi hẹn phỏng vấn trống. Visa diện du học hoặc là trao đổi sinh viên, thời gian chờ hiện nay là 2 ngày. Và các loại visa không định cư khác, thời gian chờ là 8 ngày. Còn tại lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh,
Diện B1, B2, du lịch và công tác. Thời gian chờ hiện nay cũng chỉ là có 9 ngày để có buổi hẹn phỏng vấn trống. Visa diện du học hoặc là trao đổi sinh viên, thời gian chờ là 10 ngày. Và các loại visa không định cư khác, thời gian chờ là 13 ngày. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.